50 câu hỏi đáng suy ngẫm về giá trị cuộc sống. Giá trị cuộc sống tùy từng hoàn cảnh, từng người, từng góc nhìn mà sẽ có những định nghĩa khác biệt. Có người cho rằng đó là sự tôn trọng lẫn nhau, khiêm tốn, khoan dung và hạnh phúc. Có người lại cho rằng giá trị nằm ở vật chất, tiền tài, địa vị, danh vọng mà mỗi người xây dựng được trong cuộc đời. Một số khác lại cho rằng giá trị nằm ở vẻ đẹp hình thể và cách mà mỗi người tự cảm nhận về nó. Những câu hỏi này không hề có đáp án đúng hoặc sai, cũng không có duy nhất một đáp án. Và câu trả lời dù có hay đến đâu thì người trả lời cũng không phải là người xuất sắc nhất. Dù không có một định nghĩa chung, nhưng cũng luôn có những câu hỏi giúp mỗi người tự xác định giá trị cuộc sống của mình là gì. Và 50 câu hỏi sau đây là một bài kiểm tra rất đáng để chúng ta suy ngẫm. 1. Tuổi đời của chúng ta nên đo đếm bằng số năm ta sống hay bằng sự trưởng thành? 2. Điều gì sau đây tồi tệ hơn? Cố gắng rồi thất bại hay chưa bao giờ chịu cố gắng? 3. Nếu cuộc sống đã quá ngắn ngủi, tại sao chúng ta còn làm những điều mình không thích, trong khi ngồi mơ mộng về những điều mình thích mà không làm? 4. Giữa nói và làm, cuộc sống của bạn đang nghiêng về bên nào hơn? 5. Điều bạn muốn thay đổi nhất trên thế giới này là gì? 6. Nếu hạnh phúc là lương, thì bạn sẽ làm công việc nào để trở nên giàu có? 7. Bạn có đang làm điều mình tin tưởng hay chỉ đang ép bản thân tin vào những điều đang làm? 8. Nếu tuổi thọ trung bình của con người là 40, vậy bạn sẽ sống như thế nào để có 40 năm khác biệt? 9. Bạn có thể kiểm soát bản thân đến mức nào trong cuộc đời mình? 10. Bạn có đang lo lắng phải làm mọi thứ hoàn hảo hoặc không cho phép bản thân phạm sai lầm hay không? 11. Giả sử bạn đang đi ăn trưa với ba người mà bạn rất ngưỡng mộ và trân trọng. Họ đều đang chỉ trích bản thân của bạn bằng những lời khó chịu và không công bằng, trong khi không hề hay biết về mối quan hệ thân thiết giữa hai người. Bạn sẽ làm gì? 12. Nếu có thể dành tặng một đứa bé sơ sinh một lời khuyên duy nhất về cuộc sống, bạn sẽ nói điều gì? 13. Bạn có phá vỡ nguyên tắc của mình để giữ người mà bạn yêu thương? 14. Bạn đã bao giờ thấy một thứ gì đó lúc đầu thật điên rồ, rồi sau đó lại thấy nó thật sáng tạo chưa? 15. Điều gì khiến bạn trở nên khác biệt với phần còn lại của thế giới? 16. Tại sao có những điều làm bạn hạnh phúc lại không mang đến hạnh phúc cho nhiều người khác? 17. Điều gì bạn rất muốn làm nhưng lại không thực hiện? Nguyên nhân nào khiến bạn không thể làm điều đó? 18. Bạn có cố níu kéo điều gì mà đáng lẽ bạn nên để nó ra đi hay không? 19. Nếu phải chuyển đến ở một tỉnh thành hay một đất nước lân cận nơi bạn đang sống, bạn sẽ chọn nơi nào và tại sao? 20. Bạn có nhấn nút thang máy nhiều lần khi cần sử dụng không? Bạn có nghĩ làm thế sẽ khiến thang máy đi nhanh hơn không? 21. Giữa một thiên tài suy nghĩ về mọi thứ và một tên khờ ngây thơ vui vẻ, bạn thích trở thành ai hơn? 22. Tại sao bạn trở thành con người bạn bây giờ? 23. Bạn có phải là một người mà bạn muốn kết bạn không? 24. Cái nào tệ hơn? Một người bạn tốt
phải chuyển đi xa, hay người bạn tốt ở ngay gần cạnh mà không hề liên lạc. 25. Bạn từng biết ơn điều gì nhất trong cuộc đời mình? 26. Nếu buộc phải lựa chọn một trong hai, bạn thà mất đi toàn bộ ký ức trước đây hay chấp nhận không thể ghi nhớ thêm bất cứ điều gì nữa kể từ giờ phút này? 27. Liệu chúng ta có thể biết được sự thật nếu không để chúng trải qua thử thách trước hay không? 28. Đã bao giờ nỗi sợ hãi lớn nhất của bạn trở thành sự thật chưa? 29. Quay ngược trí nhớ của bạn về 5 năm trước, liệu bạn có còn nhớ điều gì từng khiến bạn cực kỳ buồn bã? Và trở về hiện tại, đối với bạn, nó có còn là vấn đề nữa không? 30. Kỷ niệm hạnh phúc nhất thời thơ ấu của bạn là gì? Tại sao kỷ niệm đó lại đặc biệt với bạn? 31. Lần gần đây nhất, bạn cảm thấy mình sống hết mình với những niềm đam mê là khi nào? 32. Nếu không phải ngay bây giờ, vậy thì khi nào nữa? 33. Nếu vẫn chưa đạt được điều này, bạn đã đánh mất những gì trong cuộc sống của mình? 34. Đã bao giờ bạn cùng một ai đó đi dạo trong im lặng và bạn cảm thấy dường như bạn vừa có một cuộc nói chuyện tuyệt vời nhất không? 35. Tại sao các tôn giáo đều đề cao tình yêu nhưng vẫn gây ra những cuộc chiến tranh? 36. Liệu chúng ta có thể phân biệt được thiện ác mà không phải trải qua nghi ngờ không? 37. Nếu trúng số 1 triệu USD, bạn có nghỉ việc không? 38. Giữa có ít hơn việc phải làm hoặc có nhiều hơn những việc mà bạn thích làm, bạn lựa chọn với nào? 39. Bạn có cảm thấy như thể bạn đã trải qua những ngày tương tự như hôm nay hàng trăm lần rồi không? 40. Lần cuối cùng bạn ngồi một mình trong bóng tối với một chút ánh sáng nhẹ để suy nghĩ về những điều bản thân thật sự tin tưởng là từ bao giờ? 41. Nếu bạn biết được rằng tất cả những người bạn quen sẽ chết vào ngày mai, vậy hôm nay bạn muốn đi thăm ai lần cuối cùng? 42. Bạn có sẵn lòng đánh đổi 10 năm tuổi thọ cuộc đời lấy sự giàu có, hấp dẫn và nổi tiếng hay không? 43. Sống và tồn tại khác nhau như thế nào? 44. Khi nào bạn ngừng tính toán thiệt hơn để không ngần ngại tiến về phía trước và làm mọi điều bạn cho là đúng? 45. Nếu chúng ta đều rút ra bài học từ thất bại, tại sao chúng ta còn sợ phạm sai lầm? 46. Điều điên rồ nhất bạn sẽ làm là gì nếu bạn biết chắc chắn rằng sẽ không ai đánh giá mình? 47. Lần cuối cùng bạn chú ý đến âm thanh hơi thở của mình là khi nào? 48. Bạn yêu điều gì? Có hành động nào của bạn gần đây bày tỏ tình yêu đó một cách cởi mở không? 49. Trong 5 năm tới, bạn liệu có nhớ được ngày hôm qua bạn đã làm gì không? Vậy ngày hôm trước thì sao? Và ngày trước nữa thì thế nào? 50. Giả sử bây giờ bạn buộc phải ra quyết định, và câu hỏi là bạn sẽ quyết định vì bản thân mình hay để những người khác quyết thay cho bạn? Bạn lựa chọn điều gì?